Hello, xin chào ông bà cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột nha. Chào mấy anh em. Chào cả nhà. Mần cá mần đi khỏi chào. À giờ anh em về làm cái món ốc ăn cả nhà ơi. Món ốc này là làm phải là làm lươn xương một xị mới được nha. Ốc anh em sẽ sục ra rồi bầm với thịt ba dọi, hành, tiêu rồi đó. Rồi anh em sẽ dồn lại hấp. Hồi nãy anh em bắt cũng được mớ dưới nhà được ít con nữa cả nhà. Sớm có mua 5 kg ốc á, mình thả dưới này dưới hầm nè. Rồi cũng lựa lại mấy con bự bự mình làm ăn. Này là ốc bu nha. Chào anh nha. Chào cả nhà. Nãy phanh về sau nhó ngó hái được một mớ ngó sen về cho vợ con ăn với mẹ ăn cả nhà ơi. Thì nấu con chua vậy đó, cũng non non không à. Con chua cá dồ hả vậy? Chắc hai ông con lắm ha. Thôi làm món gì á? Ngâm nước đi anh em làm ba ốc nè. Khử ốc ra cái bầm mình dồn với thịt ba dội rồi mình hấp. Làm bên sĩ. Anh em gom lại sớm lại sục ban ốc rồi cả nhà. Rồi mấy cái vuột nè hả? Đóng vuột cho cá lấy mài. Lấy cái khúc đen này vậy thôi. Đây ở bên đây nè. Nó đâu có gì đâu anh Tính. Không có gì đâu. Đen là lùi hả? Nặng nó ra hết mới được. Bên đó đâu có. Có một bên mà. Hấp này có một bên mà. Hấp nhắc vừa vừa đó, chừa khúc trong trong lại. Để hồi mình dọn rồi thiếu đó. Có mất quá dư cái mình bỏ vô mình ấy luôn. Ốc mới mà. Ốc là phải kỹ mới được ăn, phải kỹ mới được cái nha. Ba ăn cốc thả giờ bóng quanh kìa. Hãy bắt ba con cóc về thả vòng 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 nhà này cả nhà. Tiêu rồi. À má bánh không tiêu rồi. Lúc nó quá trời không thấy cả nhà. Em nay làm cũng được 7 con chuột hay vậy. 7 con chuột về cho 4 chú chăn. Cái này anh em không ăn chuột hết. Ba giỏ này đỏ về đỏ à. Giỏ đi giữa lại đi anh bơi. Giỏ đi giữa đi giờ đi qua bánh kiếm mớ lá xả. Bớt chanh với muối hả ông Thành? Nói chung làm vừa vừa thôi, làm quá cái lạc nhất ốc không ngon à. Đâu nhớ nhớ nữa ngon à. Ừ. Làm ra hai bên có đèn thì lùi. Còn thịt em ơi. Thịt củi vậy? Nấu cơm hành tinh. À, nấu cơm đi, rồi miếng thịt ấy giờ hồi mình xào mặn hay gì đó ăn cơm buổi chiều luôn. Tính làm bị lương xương ngừ là dạy ly mà giờ anh Tính anh bị đau cuống họng không có nhậu được cả nhà. Không mua có mua được miếng thịt mà nhậu giờ bầm chung với mình hơi bị hung sầm á. Muốn ăn ngon thì phải nhiều công đoạn mới được. Cái này phải có tiêu nguyên hộp ngon hay không? Tiêu nào cũng được. Lê quay cũng gần có rau cải ăn rồi đó, xanh rợn xanh đâm hết rồi. Vô muốn anh bài, tứ luôn anh bài. Vô muốn nó chậm sao? Vô muốn với mồng tơi chậm lên.
đó hủ qua đó, khúc anh năm tứ đó hủ qua. Cải hết biết cho đó nó xanh trời. Cải mình tứ phần lạnh rồi không Dương ba? Tứ phần lạnh rồi hả? Sao ông Phan? Nhịn chưa ông Phan? Nhịn chưa? Gì? Ổ mối hả? Có mối không vừa qua? Ổ đó có không? Ổ đó có mối không? Lượm bỏ đây nè, sáng cho anh ăn, nãy cho ăn rồi. Mối phải đắt nhiều quá. Đặt ra ước té nha thầy Dương, cái điện thoại mày nghe thầy Dương. Ờ không té rồi thôi. Tìm nghe không? Tìm không? Ừ. Lộn. Cái chân đây là anh Năm ơi. Anh Năm. Ngồi ăn cá ăn màu lớn trời. Có con bành kia cả nhà. Bầm gì khí thế luôn trời. Được rồi đó, xem mình dọn không hết đó Khoanh. Bỏ này lên cho nó ăn. Củi nó khô cũng trần hành tinh. Khô. Được thì cái dưa khô không cậy ở dưa đây trời mưa cho nào nắng không nữa. Nào nắng không rồi. Khô. Này ốp Khoanh ốp gia vị vô luôn đi, về hả quậy cho đều luôn Khoanh. Giờ cái mình ra mình nhét lại vô con ốc lại nha. Ngon nè. Rồi không. Dừa mặn lắm anh nè. Cái này mình làm lạc thôi nha, mình lỡ ta mình làm mặn là thất bại liền đó. Quá chắc hành vô cái nữa là y xì à. Rồi đem nó rồi cho cá chê ăn đi. Trời ơi. Dữ lắm mà nãy giờ cực lắm rồi nè. Dữ lắm cá nè à. Đây mà đưa chứ nó nút một hồi mô là không còn cái gì vậy. Hành nó vô mới đẹp. Cả nhà biết cái này cái gì không? Nó nhỏ nhỏ đó nè. Hôm anh đi kiếm nè. Nó xe hết anh. Nước nó đã ở chỗ đầu cầu bây giờ nó trôi nè. Thôi đi. Đừng chỉ cái gì mà. Ừ. Quá ngon rồi nè. Thấy không? Rồi, lấy cái muỗng rồi được, lấy ngừ một cái muỗng nẻ. Ừ, Dương ba nhét đó vô trước đó. Đó, nhét ra, giờ ngừ lấy cái muỗng nẻ. Trời ơi, tôi biết mà, cái này tôi làm rồi. Nhét ra đó, hồi đó mình rút ra dễ á, Dương ba hiểu không? Chắc không hiểu quá. Dùng ba bên khâu nhét đi. Khâu nhét đi. Nhét xả. Ừ. Nhét lá xả. Anh em chia ra ngượng tay chừng hết rồi. Anh ba với anh Năm mày tứ. Rau cải. Anh Tính thì nấu cơm. Nè hồi nó nở vô nữa.
này có nấm nữa ngon à. Chặt đi. Hoa lá xả với lại ốc vô luôn đây nè. Tay mình để lá xả vậy nè, mình đã hấp nó cũng thơm đó. Lá xả nó cũng thơm nữa đó. Cái này cái cộng hành cũng được nữa. Cộng hành thì nó hơi yếu, cộng hành nó hơi yếu. Mà nó dai. Cộng hành nó tớp nó dai lắm. Này mình thơm. Đây này thơm. Đây. Chả là nguyên thủy lên nha. Sớm sục ra giờ chả lại cho nó đó. Làm ngóc bánh qua luôn nha các bạn. Này làm hơi cực mà ngon nha, chứ không phải không ngon nha. Cái này chút xíu mà có vụ đế mà đế cho một người nửa lít cái ngủ này luôn ha. Trời nãy nó không nắng, hôm nay nắng là sao ta? Quá ngọn mưa luôn. Nắng mưa rất thường ha. Ốc vậy đó, nó dễ bầm hơn đó là thịt heo. Heo quá, có miếng da nó dai. Cái này thịt mà dội cũng ngon. Dội ba chỉ ha. Này nó hết bữa nó cái dạng ớp mình mà nó lên một cái rồi thấy đẹp như thế nào ta. Giang như cánh sông cái chả. Lại vô, lại vô làm công chuyện này nè, vui lắm nè. Trong đồng không có cái nồi hấp rồi cả nhà, không biết sao đây, hồi chắc thiết kế lấy cái vợ cái gì để lên hấp. Đủ không ta? Nhét này đủ không, ốc không? Không, giờ. Không đủ hả? Ừ. Không đủ hay là thế là dư con ốc? Nó thiếu vỏ ốc á. Thiếu vỏ ốc rồi mình kiếm vô sò. Tại vì mình thế là ai qua đây ngồi vậy, gom gom đây bánh. Nhét tiếp coi. Mụn đó, mụn nó múc tiếp vô đi anh ba. Ngắt cục lại cho các bạn. Dâu dìa từ lưa chưa rồi. Trời ơi, nãy ông Khanh nói dồn không hết. Trời ơi, tôi bắt mớ trong hấp cơm rồi đó ông ơi. Giờ ốc lên như kìa. Hồi đó nhớ mấy con ốc mà ốc bu mình á. Nó mới thịt mới nhiều. Bu này cái gì? Ốc lát rồi. Ốc lát á. Ốc lát mình, ốc lát mà cái cỡ mà anh tính nhớ cái cỡ mà mình cắt mà nếp cỡ tháng 11 không? Ốc lát á, tôi nói lộn mà. Trời ơi, cỡ đó mà cắt ba góc dạ nếp á, đặng mà ăn Tết á cả nhà, cũng gần Tết á. Bắt thôi, về đổ dưới sàn đóng ai đâu ăn. Chút xíu nữa rồi à, về vô hấp. Chủ yếu là nêm nếm nè. Lấy quạt này nè.
giờ sẵn cái nồi đang hấp nè, thiết kế sao đang chặt cây đồ làm cái ấy đang hấp nè. Cái nồi đó ấp lại. Cái nồi mình vừa không? Cái này đó. Thấy cái giấy nồi nó bự á. Bự đâu bự. Em có cái đồ hấp mà đang. Trời đem được cái nè, trời chớ giữa nồi đâu. Đồ cũ đó đó. Đâu cái nồi nào đâu nữa đâu. Thầy Dương chào cả nhà coi. Hello cả nhà. Này con gái Dương Ba vào chơi cái nè. Sớm giờ nở trong này với chị đó, sớm giờ. Có anh nằm cũng im lắm bò. Đang quằn quằn. Anh nằm cũng trôi trong này cả nhà. Bữa nào em quay thì giao cho anh Nam ngủ. Cá mắm dưới này mình phải giữ được. Và quần áo đi đồng của anh em rồi nè. Dài dài rồi đi đồng của anh em. Quý quá trời quý. Làm nó biết mình ha, tìm ha. Yêu thích. Làm này là mình chế tạo ra đang mình hấp. Sắp hấp vô, sắp dưới trước đi, để dưới trước đi. Ôi, mình đổ nước. Rồi xong đổ nước trước đi à. Để nước lưu đắng ca. Có ca đắng không ơi. Hết luôn đi, hết luôn đi. Có nước nhiều đó mà, nước nhiều đó mới hơi nhiều. Con ốc này nếu mà nướng thì nó ngon, mà nó vỏ nó mỏng lắm cả nhà, nướng nó bể. Nướng nó cháy cái vỏ trời. Hấp vậy nó mới ngon nè. Chim chim vô đều hết mới được. Rồi ha. Đây nè cả nhà ơi, một đầu luôn. Đó. Xong. Giờ anh em chuẩn bị nhóm lửa anh Tính ơi. Tính thì làm nồi cơm xong rồi đó. Còn lại miếng thịt. Miếng thịt sắc kho. Cái này nồi canh. Canh là sáng còn. Có miếng thịt nó xào hoài hay là không đi trời? Không biết đó lắm. Miếng mới cấp cấp. Ừ. Bữa cơm chiều của anh em. Hâm nồi canh lên luôn em ơi. Ăn bỏ uống. Hâm lên đấy. Nhìn tính. Cơm tính này bỏ chúng nó đi hâm rồi. Thịt kho mẹ Tư ơi. Cơm chín anh Tính kẹt nồi canh, bưng nồi canh vô luôn đi thầy chứ. Dữ lắm xôi hả anh Tính? Nghe thơm, dữ lắm thơm anh Tính này. Bưng nồi cơm nhỏ luôn đi, dọn chén được rồi anh em ơi. Anh Tính khui thử rồi, em coi cho anh Tính. Trời ơi. Chưa đâu. Còn thơm không? Còn khói ngút mà nè.
mà xả héo là chín luôn. Mà anh tính này lại lên tính này. Anh nhắc nào canh ra đường anh tính đây. Đây không thầy Dương nhắc ra đây đi em lấy tàu múc. Coi thử coi anh thử cái này hóc anh nuôi. Đâu mở con gì mà không già nè. Dạ. Còn con nữa. Tính rồi. Tính sạch trơn rồi. Ông nhắc ngoá lấy cái dĩa và ông gấp luôn. Ừ, lấy dĩa gấp luôn đi. Con trai có gì có hai. Lấy hai dĩa rồi nào. Wow. Cái con trai mà. Lấy dĩa ra tính ơi. Chín rồi anh em ơi. Trời thơm trời. Lấy dĩa ra, lấy hai dĩa ra thì được. Ngon ha. Mới cơm được chưa? Mới cơm được à? Rồi vậy đó. Lấy dĩa gấp đi, không nóng lắm. Cần thử mày mà ổng mỏ. Trời ơi, lấy mấy cái dâu này nóng được quá. Đó. Đây là cái gì đây? Cái này là nước còn động cái này nè. Đâu có nước nó ngon, nó ngọt. Chịu hết nổi. Con mời má hai với ba hai luôn nha. Mẹ tư ba tư luôn nha. Mời tất cả anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột luôn nha. Ăn ốc bằm thịt dồn nướng. Quá ngon. Quá ngon. Quá hấp dẫn. Quá tuyệt vời. Mời cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột luôn nha. Bắt canh rồi. Ăn cơm luôn đi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Canh rồi hả? Rồi. Mời cả nhà ăn cơm. Này hai cái muỗng rồi. Tao về cơm tao luôn. Tao mình giỏi. Tao còn đang chạch xuống một má một mặt mày đây ăn cơm không ngon. Mời ba ba chứ mày anh Tấn luôn nha anh Tấn ơi. Mời nhà ăn cơm. Cho nó khỏe anh trai ơi. Nhà ăn cơm. Mời nhà ăn cơm nha. Mời nhà ăn cơm. Mời anh Hùng anh Tiến anh Hòa. Anh Minh đồ bài ương con ốc lạnh dồn ha. Em không có nói đâu anh Hồng ơi, anh Tú uống nước cơm, ăn cơm với nước cơm. Con ốc này. Tối nay đừng về uống chung nha. Mấy đi hả? Nó là chảy thơm. Ngon không lắm. Mặt nhát không luôn. Mặt cái nhà nha. Giòn giòn nó béo mời cái nhà con ốc quá ngon theo tinh thần đẹp thích tan mau hả? Thích. À, cháy. Cho nó cơm luôn nha. Nó được. Thôi. Quên món nước chấm hậu ơi. Chan không chan cho. Ở nhà ơi, chấm nước mắm thổi ớt. Có cơm để ăn cả nhà. Trời, bữa nay bán nước cơm đắt dữ chè. Làm mấy con ốc à.
mời cả nhà nha. Ốc luộc sả. Cả nhà biết luộc không sả cũng chị biết không? Tại mình dễ gịch ra. Nước trong ốc không sả. Mình đậu hấp nước ra nó liền. Ừ. Con này cũng 3 ly nữa đấy ha. Ngon. Góc nó giòn. Thành thịt nó hơi mềm mềm. Có mỡ đó, ăn nó béo quá cả nhà. Cộng thêm trứng hột tiêu với nó đá gì đâu. Mà nhai luôn cái lá xả này nó ngon luôn. Nhắc cơm nhai nhai cạn. Làm cái món này mà ăn cơm là nó không có đúng bài. Đau bụng thì bà. Cái ăn cơm thì ngon không? Ngon không? Thấy không? Ăn cơm sáng sớm nữa thật. Ừ. Hai con ốc rồi đó nha. Ê con nào? Thì vô ăn ốc gì vậy? Trời ơi, ốc mới bự nè. Anh Hùng nha. Vô tiếng rồi, anh Hòa. Dạ. Anh Kiệt. Bà anh Dương con đánh con ốc nha, anh Dương ơi. Ủa nè, cơm nãy nấu 4 chén sao mà nhầm nhầm. Ít hả? Ít dưới ta. Hay nên mình còn có nguồn dưới trái nữa. Về cả nhà ơi. Nó có nước nữa nè nghe. Tại vì con ốc thôi, đừng có để chặt cái đít. Chặt cái đít là mình hấp cái nước nó chảy vô uống. Rồi ăn coi. Nè, ăn coi. Để vòng vòng luôn. Nó cảm giác nó làm sao rồi. Không được tương. Mới làm nữa quá. Ngon thì không? Được không? Không có vừa ăn luôn. Có chấm được không? Phải chấm được. Nhà có ốc làm thử món này cả nhà. Từ cái này tiêu á, tiêu xay nó không có đã bằng tiêu hộp tiêu xanh á nó mới ngon. Tại vì con ốc này nó cái vỏ nó rất là mỏng á cả nhà, anh em tính nướng, nướng thì thơm dữ thần thơm, mà nó nướng là nó cháy vỏ hết, cháy vỏ nó khó gỡ lắm. Bởi vì mình mới hấp nó dễ ấy vậy. Thôi giờ cũng thằng đóng gì đúng chung vô ba chút rồi. Rồi cả nhà ơi, hẹn cả nhà gặp lại clip sau. Nếu cả nhà có thương anh em thì cả nhà nhớ cho anh em một like và đăng ký cho anh em luôn cả nhà ơi. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Mời cả nhà thêm con ốc nữa nha. Quá thứ rồi.